Xin kính chào tất cả quý khách hàng, các cô chú và các anh chị em đến với kênh Hồng Thanh Hàng Thùng. Em Thanh xin kính chúc tất cả quý khách hàng có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và luôn tràn đầy sức khỏe. Các anh chị cô chú đang theo dõi video của em Thanh có nhu cầu đặt hàng vui lòng liên hệ qua số điện thoại hoặc Zalo 0832625789 để em Thanh tư vấn và gửi hàng cho mọi người. Và tất cả quý khách hàng mà lần đầu tiên vào kênh của em thì vui lòng bấm đăng ký để không bỏ lỡ những video của em Thanh lên hàng ngày ạ. Ngày hôm nay thì em Thanh sẽ lên các sản phẩm là áo và quần M65 và M51 các anh chú nhé. Có cả những con hàng lưu kho rất là đẹp đẹp có cả khóa đồng và khóa nhôm anh em chú mình cứ theo dõi từ đầu đến cuối video để lựa chọn sản phẩm à, và ngày hôm nay thì em thanh sẽ miễn phí ship giao hàng toàn quốc khi anh chú mình đặt hàng và nhận hàng còn trong trường hợp anh chú mình đặt hàng nhưng vì một lý do bất khả kháng mình không nhận thì vui lòng thanh toán phí ship giúp em thanh ạ vợ những chiếc quần áo m 65 m 51 thì là sẽ phù hợp với những anh ấy, những chú mà thích thời trang phong cách lính ạ à, và các anh chú mà mình đã mặc sản phẩm này rồi thì rất là dễ dàng để mình lựa chọn được sản phẩm phù hợp với số đo của mình. Còn các anh các chú mà mình chưa nắm được hay là mình chưa từng chưa từng mặc thì cứ vui lòng liên hệ với em Thanh cho em chiều cao cân nặng để em tư vấn về áo. Còn quần thì các anh các chú mình nắm được số đo vòng bụng nhá để mua cho nó dễ chứ còn nếu mà để em tư vấn quần thì rất là khó các anh các chú ạ. Và em Thanh sẽ đi vào chi tiết sản phẩm ngay bây giờ. Hôm nay thì em Thanh lên tiếp tục là mã E. Đầu tiên ạ, à, một con khóa đồng nhá. Con này là hàng lưu kho, một con áo khóa đồng này, mã E45. À, size của nó là size medium regular các anh các chú ạ. À, size small regular nhá. Size small regular. Size rất là đẹp. Mã E45. Vai 50 và dài 78 các anh các chú ạ. Một con khóa đồng con này là hàng chuẩn lưu kho. Đó, nó sẽ là khóa đồng và nó cũng chưa từng qua sử dụng đấy ạ. Còn nguyên còn nguyên tác anh các chú ạ. 576 đây. Của Alpha sản xuất con này 576 các anh các chú nhá. Quá còn nó sẽ sử dụng hệ khóa đồng Scoville. Tất cả nó đều là nguyên zin luôn. Uh, và những cái màu những cái áo khóa đồng này thường cái màu của nó sẽ là cái màu ô lưu mà nó có tông là hơi hanh một xíu chứ nó không phải là ô lưu tươi em đặc biệt lưu ý còn anh các chú mà thích những cái tông màu tươi ấy, thì mình sẽ lựa chọn những con khóa nhôm vào những cái năm mà như kiểu sáu 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 bảy nhá thì màu nó sẽ là xanh tươi anh các chú ạ à, xanh ô lưu tươi Đó, con này thì nó sẽ là còn nguyên zin vì nó là hàng lưu kho cho nên tất cả mọi thứ nó nguyên zin từ khóa đấy ạ anh các chú mình có thể quan sát đầu khóa giúp em này em của nó này các anh các chú ơi và cái phần lớp lót của nó đây nó sẽ là lớp lót là vải phúc linh các anh các chú nhé 100% phần cốt tông dây trên dây dưới đầy đủ cho em ạ à, riêng áo nhà em thì là đây ạ những con mà không phải lưu kho cũng đầy đủ chứ không phải là những con lưu kho như thế này và cái mũ thì tất nhiên nó sẽ đầy đủ rồi các anh các chú ạ đây nhá nó là hàng lưu kho mới tinh tình tình tất cả mọi thứ nó nguyên riêng anh các chú nhìn khóa dán của nó đây ạ rồi là phần uh, v tay mã e 45 Vai 50 và dài 78 này Vai 50 và dài 78 giá 6 triệu cho con khóa đồng lưu kho 576 Cực kỳ đẹp này các anh các chú ơi Những con này sẽ phù hợp với những anh những chú mà mình thích chơi Chơi là áo M65 hàng mới Mà chi một số tiền nó rất là vừa phải thôi Ở Để mua một con khóa nhôm ý, với mức giá 6 triệu thì thực sự là nó rất là khó mua bởi vì là thường với mức giá là tầm uh, 6 triệu 5 6 7 triệu thì không thể mua được con khóa nhôm mà nó đẹp thường nó sẽ có bị lỗi một chút xíu hoặc là cái màu của nó phải là xuống rất là nhiều rồi còn con này nhá khóa đồng hàng lưu kho rất là đẹp anh chú ơi nguyên zin và các anh chú mà mình thích là tem có tem thì em thanh sẽ tặng cho anh chú một đôi tem tuy nhiên với những con mà nó chưa có tem như thế này thì em tặng về các anh chú mình lên vì tránh trường hợp là em may vào rồi lỡ không phù hợp với các anh các chú chẳng hạn thì mình trả lại cho em và em lại bán cho người khác người ta lại không thích không thích có tem ạ cho nên là các anh các chú mình lưu ý nhá à, nếu mà bảo em thanh may thì các anh các chú mình vui lòng chuyển tiền trước ạ mã e 45 vai 50 và dài 78 này size small regular giá là 6 triệu các anh các chú ạ rất là đẹp những con hàng những con mà hàng lưu kho khóa đồng như thế này ấy, hiếm À, bởi vì hiếm không phải là vì là nó có số lượng ít mà về từ đâu là hết tới đó. Em thanh lên mã E46 này, một con khóa đồng tiếp theo của anh chú nhá. Vai 52 và dài của nó là dài 75 size medium sọt Con này là sẽ phù hợp với các anh các chú mà nặng cỡ khoảng tầm 68 đến 75 77 cân. Đó, và cái chiều cao của các anh các chú thì khoảng tầm 1m7, 1m7 trở lại là mặc vừa đẹp và 1 m 7 trở lại nhá, tầm 1m65, 1m70 ấy là mặc vừa đẹp con này. Mã E46, vai 52 và dài 75 anh các chú ạ, một con khóa đồng. Con này thì nó sẽ là 575. 575 anh các chú nhá, độ mới cũng còn rất là cao. Sai vàng đấy các anh các chú ạ, cho người Việt Nam mình. Đây các anh chú mình ạ. Quan sát cái phần uh, V tay giúp em. Hơi một cái đường mở con này cho lẽ người ta mặc cũng rất là ít thôi, chưa mặc nhiều đâu ạ. Màu của nó còn cực kỳ đẹp và cái vải của nó nhá, còn nguyên gai vải này các anh các chú ạ. Con này thì nó lớp lót của nó đây. Lót của nó cũng là lót linh các anh chú nhá. Đó, dây trên dây dưới đầy đủ cho em. Và khóa của nó đây, nó sẽ sử dụng uh, sử dụng là hệ khóa đồng, hệ khóa đồng C van các anh chú nhá. Đó. Tất cả mọi thứ đó là đều rất là đẹp một con áo khóa đồng ở 75 và size của nó size medium short mã E46 vai 52 và dài 75 vai 52 và dài 75 anh ơi chú ạ con này có mức giá là 5,5 triệu 5,5 triệu cho em nhá rất là đẹp luôn cái màu của nó đây các anh chú mình nhìn cái gai vải đấy ạ những cái con áo mà người ta muốn mặc ít ý những đặc biệt là quần áo M65 đó mặc ít thì là cái cái bề mặt vải của nó là còn nguyên những cái sợi gai vải như thế này các anh chú ạ. Còn những con mà uh, M65 mà cái vải nó mịn đi rồi ấy, thì tức là đã mặc nhiều. Mã E46, vai 52 và dài 75 ạ. Giá là 5 triệu rưỡi các anh chú nhá. 5 triệu rưỡi cho mã E46, vai 52 và dài 75. Em thanh lên mã E47 này. Một con M, một con M51 các anh chú ạ. Với con M51 này thì nó nó sẽ là thiết kế cổ, nó không phải là cổ đứng như kia mà nó sẽ cổ bẻ như thế này Và khóa của nó đây ạ, khóa của nó là khóa nhôm nhá Con này là sử dụng hệ khóa nhôm và Size của nó size medium regular các anh các chú ạ Đó, và đặc biệt là cái chất vải của con M51 thì nó sẽ mịn hơn này Nó mịn hơn, mình cảm giác sờ, sờ lên cái bề bể, bể phải của nó ấy Cảm giác nó rất là mềm mịn các anh các chú ạ nó không kiểu có gai vải giống như M65 và cái tay của nó được thiết kế là tay tròn sẽ không có cái phần V tay, có A tay nhá. Đó. Con này độ mới cũng rất là cao. Con này độ mới cực kỳ cao, mới cỡ 99% em không thể có một cái tì vết gì trên con này luôn các anh em chú nhá. Đây ạ. Con này là 561 này các anh em chú ơi. DSA À đâu, cái này là C gạch ngang 1 gạch ngang 61 đây. Những cái con mà là trước từ năm 51 đến năm 64 thì nó gọi là M51 anh các chú nhá. Và tất cả khuy cúc của nó còn đầy đủ cho em. Ô con này nó bị nó nó bị thiếu cái dây giữa. Nó bị thiếu cái dây giữa bởi vì là nhiều khi là uh, người ta có thể để để trong cái túi ấy. Khi mà em thanh lấy hàng về còn để trong túi xong rồi mình không để ý mình xuôn nó vào thôi. Còn anh em chú mua hàng thì chắc chắn là em sẽ đầy đủ túi cho anh ấy, à, đầy đủ dây cho anh các chú ạ. Đó. Con này có giá là 8 triệu mới 99% anh các chú Mới em không tại vì không dám khẳng định nó là hàng lưu kho. Con không có một cái tì vết gì luôn. Đây ạ. Đây các anh chú này, rất là ngon lành nhá. Mã E47, vai 52 và dài 80, giá 8 triệu cho em ạ. Em lên mã E48 này. E48, vai 52 và dài 80 các anh các chú nhá, cũng là một M51, size regular medium. Con này thì là hàng lưu kho luôn. Con này của nó sẽ là hàng lưu kho luôn các anh em chú ạ. Đây ạ. À, với con M51 thì cái lớp lót của nó sẽ may liền. Nó sẽ may liền với lại cái lớp ngoài này nhé. Chứ nó không giống M65. M65 là nó sẽ may, may là không liền ở phía phần dưới này này các anh em chú. Còn M51 đây ạ, nó sẽ may liền và phía trên này nó là tem size. Phía dưới của nó đây ạ, phía dưới của nó sẽ là tem 5. Tem 5. Và có hướng dẫn sử dụng các anh em chú ạ. Đó, con này thì hàng lưu kho này, mã E48. Vai 52 và dài 80 cũng là giá 8 triệu các anh các chú nhá. Tất cả mọi thứ của nó đều nguyên dinh Đó. Tay này. Cái này thì nó sẽ không có vê tay rồi, nó chỉ có a tay thôi đây ạ. Rất là đẹp luôn các anh các chú ạ. Phù hợp. Tuy nhiên cái này thì sẽ phù hợp với các anh các chú mà ờ, cao cỡ khoảng tầm 1m7 trở lên và nặng cũng khoảng tầm 72 cân trở lên mới mặc được các anh các chú nhá. Đó, rất là đẹp phong cái form của M51 ấy, cái form của M51 thì nó sẽ dài hơn. Dài hơn M65 một chút nếu mà cùng form size medium regular chẳng hạn thì với M65 thì nó chỉ tầm dài 78 79 thôi. Còn M51 thì nó dài đến 80 các anh các chú ạ, 80 81 đó. Rất là đẹp cái màu xanh của nó, vô cùng đẹp các anh chú ạ. Đầy đủ dây trên dây dưới cho em đây. Con này hàng lưu kho này, mã E41, vai 53 và vai 52 và dài 80 ạ bạn và, và những con m 51 nhá thì nó sẽ không có mở nó không có mở vai đâu đây các chú này m 65 thì nó sẽ có mở vai như thế này đây ạ còn m 51 thì nó sẽ là không anh các chú nhá mã e 48 này vai 52 và dài 80 giá 8 triệu các anh các chú ạ còn m 51 em thanh lên mã e 50 e 50 một con hàng siêu vip vai 50 và cái này là e 49 em xin lỗi ạ mã e 49 vai 50 và dài 77 Size của nó là size small regular các anh các chú nhá. Size small regular với năm của nó là năm 69. Con này thì nó là hàng chưa xuống nước. Nó nó không được là lưu kho nhưng mà chắc người ta chỉ mặc một lần duy nhất. Cực kỳ đẹp và cái chất vải của nó còn đanh cứng nguyên, còn nguyên cái hồ, còn nguyên cái nước hồ các anh các chú ạ. Đây, gai vải nhá. Với cái tông màu của nó sẽ là màu xanh ô liu. Đó, phần tay của nó đây ạ. Cũng không có tì vết gì đâu. Khử hơi mờ một xíu bởi vì chỉ cần mặc một lần thôi với những chiếc áo M65 này. Thì chỉ cần khoác lên rồi gập tay vào một lần. Nó đã có thể thành vết, cái vết mờ như thế này rồi. Cho nên là con này nó sẽ là chưa xuống nước anh nha chú nhé Chứ không phải là hàng, em Thanh không dám nói là hàng lưu kho đâu. Còn cực kỳ đẹp. Có thể là người khác bán sẽ nói là hàng lưu kho đấy. Con này có giá là 19 triệu mã E49, vai 50 và dài 77 này, form size vàng đấy. bây giờ á, kiếm được một con small sót thì thực sự nó rất là hiếm anh em chú ạ. Và với những con mà small regular này thì các anh em chú mà cao cỡ khoảng tầm 1m67 ấy, 1m67 đến 1m72 mình là mặc vừa đẹp luôn cho em. Đó. Quá của nó nhá, sẽ sử dụng là hệ khóa số 7 này các anh em chú ơi. Đẹp xuất sắc như thế này khác gì một con hàng lưu kho đâu ạ đây các anh chú này còn nếu mà những con này hàng, hàng lưu kho như thế này thì giá nó sẽ cao hơn nó cỡ khoảng tầm hai mấy triệu các anh chú ạ rất là ngon lành con này chắc là người ta khoác vào một lần đây ạ anh chú mình quan sát giúp em nhé đầu khóa của nó đây à, đầu dây cái chất vải của nó còn đanh luôn các anh chú ạ Em này có giá là 19 triệu mã E49, vai 50 và dài 77 giá 19 triệu. À, một con khóa nhôm, năm của nó 569 anh nha chú nhá. Với chất vải con này thì trông nó cực kỳ là xanh luôn ấy. Nó xanh đẹp luôn các anh nha chú này. Đó. Túi của nó sẽ là túi xanh anh nha chú nhá. Túi xanh đây ạ. Và nó vẫn còn nguyên những cái sợi chỉ thừa ở trên áo luôn. Mã E49, vai 50 và dài 77 này, giá là 19 triệu cho mã E49 nhà em thanh bán là hàng nào nó ra hàng đấy các anh là chú mình yên tâm anh chú mình cứ nhận hàng kiểm tra hàng thử hàng giúp em em thanh lên ma e 50 này một con khóa khóa đồng tiếp theo vai 52 và dài 79 size small size medium regular các anh chú nhé. size medium regular khóa đồng con này thì nó sẽ là năm 76 các anh chú ạ. 576 con này thì độ mới cũng còn tương đối cao. Nó chỉ là cái phần, phần V phần ve tay của nó nó có cái vết một có vết ở phần phê tay này thôi. còn trên bề mặt vải của nó, áo của nó thì rất là ok, cực kỳ ngon lành. màu của nó thì là sẽ là thiên về màu hanh nhá. đó. những con khóa đồng nó sẽ là tông màu như thế này. và khóa của nó, khóa của nó đây ạ. nó sẽ sử dụng một chiếc khóa đồng. đầu khóa, sen van, anh nghe chú nhá. và đầu khóa của nó đây, ạ, rất là ngon lành anh nghe chú ơi. cực kỳ ngon lành cho em này. đó đẹp xuất sắc anh ơi chú ạ một con khóa đồng phù hợp với những anh những chú mình bắt đầu chơi con này thì nó mới cỡ khoảng tầm 98 phần trăm cho em 98 phần trăm mà e50 vai 52 và dài 79 ạ vai 52 và dài 79 giá 5 triệu rưỡi rất là đẹp cái phận cái bề mặt vải của nó anh hai chú mình có thể quan sát còn gai vải đấy ạ mà e50 vai 52 và dài 79 cho các anh các chú mà uh, nặng tầm 70 đến 80 cân nặng tầm 70 đến 80 cân và cao cỡ khoảng tầm 1m68 uh, 1m69 đến tầm 1m74 75 ấy là mặc vừa đẹp của anh chú ạ. Mã E50 vai 52 và dài 79 giá 5 triệu rưỡi cho con khóa khóa đồng. Năm của nó 576 anh các chú nhá, 576. Em thanh lên mã E51 này. Vai 50 và dài 80, small long anh các chú ạ, small long. Con này thì dành cho các anh chú mà uh, nặng cỡ khoảng tầm uh, 60 60 đến tầm 62 63 ấy, đến tầm khoảng 73 75 74 cân bởi vì nó còn phụ thuộc vào chiều cao của các anh các chú nữa. Và cái uh, với cái uh, size long thế này sẽ phù hợp với các anh các chú mà cao trên 1,7 m cho em nhá. Màu con này nó rất là đẹp các anh các chú ạ. Màu con này cực kỳ đẹp luôn 5 69 mà cái màu của nó xuất sắc chưa? Đó. Các anh các chú mà cao trên 1,7 m mặc được con này nhá. Vì nó là size long đấy ạ cả trong cả ngoài nó đều màu xanh ô liu tươi đẹp lắm luôn anh nha chú ơi rất là mới đây ạ con này độ mới cực kỳ cao á con này thì tất nhiên nó không phải là hàng lưu kho đâu nhưng mà nó tại vì là cái size của nó size khá là dạ áo nó form nó khá là dài cho nên là giá nó sẽ cực kỳ tốt cho các anh chú đó tay của nó đây các anh các chú này chỉ có hơi một vết mờ nhá đó và phần a tay đây cực kỳ ngon lành cho em Ồ, cái này nó cái này thì về các anh chú mình giặt đi thì chắc chắn nó hết thôi không vấn đề gì cả đó, rất là đẹp anh ấy chú ơi năm sáu và cái lớp lót của nó cũng màu xanh ô vô cùng đẹp này con này độ mới cực kỳ cao cho em đây các anh ấy chú ạ mình quan sát đầu dây nhá rồi là khóa này Ủa, con này rất là mới ấy. mã E51 vai 50 và dài 80 ạ vai 50 và dài 80 năm của nó là 569 Năm chín anh em chú ạ, giá là 15 triệu. Giá là 15 triệu con này nhá. Mà nếu mà nó là size small regular chẳng hạn thì cái giá của nó tầm 17 18 triệu các anh chú ạ. Nhưng mà tại vì nó là small long cho nên là bán với mức giá là 15 triệu. Cực kỳ ngon lành, con này chắc là người ta mặc được một hai lần gì đó. Vô cùng đẹp luôn, màu của nó thì nó là màu xanh ô liu. Màu xanh ô liu tươi như thế này các anh chú nhá. Tem trên tem dưới đầy đủ và con này độ muối cực kỳ cao cho em ấy còn nguyên những sợi chỉ thừa đây ạ và còn dấu mộc đây ạ mã E51 vai 50 và dài 80 giá 15 triệu ạ xuất sắc em thanh lên mã E52 ở vai 50 và dài 78 này vai 50 và dài 78 anh nhá chú nhá một con small regular anh nhá chú ạ con này thì là con này là năm 67 67 à để em xem Con này là 67 tem to đây các anh các chú ạ. Một con cực kỳ vip, hàng vip những con mà 663 tem này hay 67 tem to ấy thì nó cực kỳ vip. Ờ các anh các chú mà mình chơi về dòng sưu tầm ấy thì mình sẽ hiểu cái giá trị của nó hơn. Em Thanh thì chỉ biết là nó vip bởi vì bố em dạy em là như thế. Chứ còn em cũng chưa có chuyên sâu đến mức là tại sao nó vip, tại sao nó dành cho cái gì cái gì. Em chỉ biết là ví dụ như là 66 uh, 66 mà đời ví dụ lót xám chẳng hạn cầu vai thì dành cho ai không có cầu vai dành cho thì cấp bậc nào thôi. Đó, thì thực sự là những cái này các anh các chú mà biết ý, thì có thể chia sẻ lại với em Thanh và có thể là để em Thanh lĩnh hội tiếp thu thêm ạ. À. Hoặc là em sẽ phải tìm hiểu các anh các chú nhá. Đó, hôm nay thì có một con siêu vip, cực kỳ đẹp các anh các chú ơi, màu của nó sẽ là màu ô liu tươi như thế này, sáu bảy tem to nhá. Đây ạ. Cái tem của nó này, rất là to luôn. À, túi của nó sẽ là túi trắng này các anh các chú ơi. Túi trắng quả đào nhá. Con này thì mới tầm khoảng 98 99% cho em. 98 99% ạ, giá của nó sẽ là 18 triệu. Nếu mà con này mà nó là hàng lưu kho ấy thì cái size với, với hệ size vàng này với cái 567 tem to này mà nếu mà nó là hàng lưu kho thì giá nó tầm khoảng 25 27 triệu các anh chú ạ. Con con này 98 99%, giá là 18 triệu. Đó cái áo M65 này nó là như thế, cái hàng lính Mỹ rất là như thế các anh các chú ạ. Lưu kho nó sẽ là kiểu Um, chỉ khác so với những hàng chín phần trăm đấy là người ta chưa từng mặc còn cái này chỉ mặc một vài lần thôi mà cái giá trị của nó giảm đi giảm đi uh, mấy triệu các anh chú tức là các anh chú mua hời được khoảng tầm 57 triệu là bình thường Đây ạ a tay của nó nhá hơi mở một xíu cái này về giặt là hết thôi không đáng kể còn cái bê tay rất là ngon lành cái này chắc người ta mặc hai lần các anh chú ạ hai lần các anh chú mua con này với 18 triệu thì không khác gì một con lưu kho đâu đẹp xuất sắc luôn còn cái trên bề mặt vải của nó nhá, thân vải của nó không một tì vết. Màu của nó thì vô cùng đẹp xuất sắc luôn ấy. Mã E52, vai 50 và dài 78 này. Giá là 18 triệu con này các anh chú ạ, giá là 18 triệu. Cái lớp lót của nó đây là lớp lót vải poplin màu xanh. Rất là đẹp luôn các anh các chú nhá khóa kia các thứ thì cực kỳ ngon lành hệ khóa cô ma và các anh và chúng mình quan sát cho em cả thêm cả cái phần khóa dán này đây vì cái phần trăm độ mới nó rất là cao trên cái khóa dán của nó cũng còn nguyên trạng luôn mà e 52 vai 50 và dài 78 á, giá 18 triệu 18 triệu nhá cho con 67 567 67 tem to em thay lên một con khóa đồng tiếp theo mã e 53 vai 50 và dài 79 vai 50 và dài 79 là một con khóa đồng năm của nó sẽ là 580 các anh các chú ạ Cái này thì nó sẽ có hãn sẵn là hai cái tem ngực và có một cái tem tay rồi con này thì uh, em sẽ chi tiết phần cổ của nó này cũng còn rất là ngon lành anh các chú nhá phía bên trong của nó lớp lót là lớp lót là cốt là lớp lót là cúc lên 100 phần cốt tông đây ạ đó Để đến phần vê tay này các anh các chú ơi nó hơi mờ một chút xíu nó có gọi là có dấu thời gian một chút đây ạ và con này thì người ta đã qua sử dụng nhưng nó xuống cái màu nó rất là đều nó không hề bị loang lổ chỗ đậm chỗ nhạt hay là chỗ xanh chỗ vàng gì đâu đó với 4 triệu rưỡi giá là 4 triệu rưỡi rất là phù hợp để các anh chú mình mua một con m 65 hàng chuẩn cấp phát quân đội mỹ các anh chú nhé phù hợp với những anh những chú mà con này thì phù hợp với các anh các chú mà à, cao cỡ khoảng tầm 1m68 đến 1m74 ạ à, Và nặng cỡ khoảng tầm 72 cân quay đầu Là vừa đẹp cho em ạ à. Size của nó là size small regular các anh chú ơi Vai 50 và dài 79 này Giá là 4 triệu rưỡi 5,80 các anh chú nhá Đó, rất là ngon lành Nhà em thanh đó, thì nó sẽ đánh giá đánh giá uh, áo về cái về cái giá tiền ấy nó sẽ theo với phần trăm độ mới là như thế. Cùng một con khóa đầu nhưng có con là 4 triệu rưỡi, có con 5 triệu rưỡi, có con 6 triệu. Cho nên các anh các chú tùy theo cái nhu cầu sử dụng của mình, tùy theo cái mức tài chính mình muốn chi. Mã E53, vai 50 và dài 79 ạ, giá 4 triệu rưỡi các anh các chú ơi. Năm của nó 580. Uh, tất cả mọi thứ nó đều là ngon lành hết này các anh các chú ạ. Đây dây nhá, đây em sẽ đưa đầy đủ dây trên dây dưới này, khóa của nó đây. Rất là ngon luôn Chỉ là nó Người ta đã qua sử dụng Thì nó không thể tránh khỏi Những cái dấu thời gian Đúng không ạ Mã E53 Vai 50 và dài 79 này Giá 4 triệu rưỡi Em lên mã E54 E54 Vai 48 và dài 77 ạ à. Vai 48 và dài 77 Con này là dài, Con một con 663 tem một con 663 tem Size của nó là Size X Small Regular Đây ạ à. 663 tem anh nhá chú nhá Đó siêu vip các anh các chú ạ phần a tay của nó này phần v tay của nó đây cái này thì nó chưa hàng chưa xuống nước nó không phải là hàng lưu kho nó là 99 phần trăm anh các chú ạ nó chưa xuống nước người ta mặc một lần người ta khoác một lần đây ạ phần v tay bên này thì không có tỉ vết gì luôn anh các chú nhé. màu của nó sẽ là màu xanh ô lưu con này sẽ phù hợp với các anh các chú mà tầm dưới 65 cân dưới 65 cân và cao cỡ khoảng tầm uh, cao khoảng tầm 1m67 1m72 là mình sẽ mặc vừa đẹp ạ giá là 20 triệu cho con hàng siêu vip 663 tem anh các chú ơi. Riêng những cái dòng mà nhà em Thanh đã bán lên đến tầm 15 triệu trở lên thì chắc chắn là luôn đầy đủ dây trên dây dưới rồi là luôn uh, khóa khi các thứ mọi thứ nó phải cực kỳ nó ngon lành anh các chú mình yên tâm điều đó nhá. Đây ạ. Còn con này là giá là 20 triệu này, phù hợp với những anh ấy, những chú mà mình thích chơi sưu tầm ạ. Mã E54 vai 48 và dài 77 giá 20 triệu anh các chú ơi rất là đẹp đời 566 ạ. Em thanh lên ma E55. E55. Vai 50 và dài 78 đấy, một con khóa nhôm đời năm 69. Đời năm 69 anh các chú nhá, size small regular. Con này là size small regular. Con này là cũng là năm nhưng mà cái cái do là thứ nhất là do có thể là do nhà thầu hoặc là do cái thời điểm có thể là đầu năm chẳng hạn thì người ta sẽ dùng cái chất nó xanh hơn. Đây ạ, có những con cũng là năm như em thanh lên vừa rồi ấy. Có những con màu của nó thì nó sẽ là màu xanh nhá. Đây ạ. Đây các anh chú này, con này nó là màu xanh ô liu tươi. Còn con này không phải nó bị cũ mà là cái tông của nó sẽ là thiên về tông hanh. À, con này thì sẽ là 569 và độ mới rất là cao. Đây ạ, các chú mình quan sát cái phần để tay cho em nhé con này thì đây ạ, nó chỉ hơi mờ một xíu thôi, không đáng kể, người ta chắc là mọc một hai lần, a à, tay còn rất là ngon lành không có tỉ vết, cổ có thứ mọi thứ nó là nguyên zin luôn anh các chú ạ. Con này thì em thanh vì cái tông màu nó hơi hanh này và nó đã qua sử dụng cho nên là con này thì em Thanh sẽ bán với là giá 13 triệu thôi Rất là phù hợp để các anh chú mình chơi một con khóa nhôm mà nó ngon lành như thế này Độ mới cực kỳ cao cho em Cái này là do màu áo nó là như thế Chứ không phải là áo bị cũ hay là gì các anh chú nhé Anh chú mình yên tâm ạ Đầy đủ dây cho em Đó, phía lớp lót của nó đây cũng là cùng màu ô lưu Hơi hanh một xíu Mã E55 Vai 50 và dài 78 giá 13 triệu Con này thì mới cỡ khoảng tầm 98-99% anh chú ạ mã E55, vai 50 và dài 78 này. Giá là 13 triệu ạ, giá 13 triệu cho em mã E55. Em thanh lên mã E56, một con small ruler mã E56, vai 50 và dài 77 các anh các chú ạ. Vai 50 và dài 77 nhá. Con này thì nó sẽ là năm của nó sẽ là 567 này. Lại là một con 567 các anh các chú ạ, nhưng con này là nó nó không phải là tem to đấy ạ. Phần tay của nó đây, nó hơi mờ một xíu Hơi mờ một xíu, nó có dấu thời gian Con này thì độ mới cỡ khoảng tầm 97% cho em 96-97% cho em ạ à. Không có tì vết, không bị lỗi lầm gì hết Mà chỉ là nó có dấu thời gian vì đã qua sử dụng thôi Đó, phía lớp lót của nó đây Nó cũng là cái màu nhá Nó cũng là màu ô liu quanh các chú ạ Cực kỳ đẹp luôn, em không thấy có tì vết gì đây Chỉ có duy nhất là cái phần V tay của nó đây Và phần A tay hơi mờ một xíu còn Cả con áo này nó rất là ngon lành. Giá là 14 triệu cho mã E56 này. Con này nó sẽ sử dụng hệ khóa coma các anh em chú ạ. Hệ khóa coma nhá. Đây, khóa giám các thứ thì còn rất là ngon lành. Và em sẽ zoom cái phần đầu khóa cho anh em chú mình xem đây ạ. Đây ạ. Đây các anh chú ơi cực kỳ ngon cái này thì nó nó bị nó bị một một cái chỉ ấy nó bị ấy ra thôi cắt đi là được không ảnh hưởng đâu ạ rất là ngon con này giá 14 triệu này size small regular ma e 56 vai 50 và dài 77 nhá vai 50 và dài 77 cho ma e 56 con này thì đời năm 67 giá 14 triệu anh anh chú ạ size small regular em thanh lên mã tiếp theo ạ mã e 57 vai 50 và dài 78 con này là 51970 năm 51970 năm các anh các chú ạ khóa của nó vẫn là sử dụng là hệ khóa nhôm ở câu view anh các chú nhá con này thì màu của nó cũng rất là đẹp với tông màu của nó sẽ là màu xanh ô lưu anh các chú ạ 570 của con này thì rất là đáng tiếc em phải báo lỗi luôn đây ạ cái phần a tay của nó bị một lỗ như thế này đó còn anh em chú mình mặc ấy thì không ai để mở như thế này đâu ạ người ta sẽ dán lại như thế này thì không ảnh hưởng đâu nhá rất là khó để phát hiện con này thì mới mức giá là 8 triệu bởi vì nó bị lỗi tay như thế còn nếu mà nó không lỗi tay thì tất nhiên cái giá nó tầm cỡ 10 triệu rồi đó em sẽ báo lỗi luôn như thế các anh nghe chú ạ đây phần uh, v tay của nó hơi mờ một xíu a tay bên đó thế thôi còn bên này thì cũng còn rất là ngon lành con này nó sẽ sử dụng hệ khóa 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 các anh các chú ạ khóa cực kỳ mượt mà nhá cái lớp lót của nó đây là sẽ là sử dụng vải cúp lin mã E57, vai 50 và dài 78 570 này. Con này mới cỡ khoảng tầm 94% cho em. Giá là 8 triệu ạ, mã E57, vai 50 và dài 78. Giá là 8 triệu cho 570. Size của nó size small regular. Em có một con hàng lưu kho các anh, anh chú ơi, mã E58, vai 52 và dài 81 form size khá là dài đây. Nó sẽ phù hợp với các anh, anh chú mà cao trên 1,7 m E58, vai 52 và dài 81 ạ, vai 52 và dài 81, small long anh em chú nhé, rất là mượt mà, con này của nó là 663 tem anh em chú ạ, 663 tem, hàng là lưu kho, mã E58 này, vai 52 và dài 81, con này thì có mức giá là 20 triệu, tại vì cái form của nó dài size của nó là size long nếu mà con này mà size của nó size small sọt chẳng hạn thì giá nó cỡ 24-25 triệu anh các chú ạ áo chơi dòng sưu tầm nó là như thế những cái gì mà nó là thuộc về số đông số đông người có thể sử dụng thì nó sẽ có giá trị cao hơn đó đặc biệt này tay của nó này nguyên zin anh các chú nhá hàng lưu kho không phải lăn tăn gì hết những con này thì phù hợp với các anh hát chú mà chịu chơi chịu chi đi ạ và cao tầm 1m7 trở lên mình mới mặc được. Nó sẽ sử dụng hệ khóa đồng view các anh hát chú nhá. Hàng lưu kho. Cực kỳ là ngon lành cái lớp lót của nó đây. Tất cả mọi thứ nó là nguyên zin các anh hát chú ạ và cái nước vải của nó ấy, nó rất là đanh. Mã E58, vai 52 và dài 80 này, giá 20 triệu cho mã E58 hàng lưu kho. Đây ạ. Rất là đẹp 663 tem các anh hát chú nhá nên thanh sẽ lên cái mã áo cuối cùng ngày hôm nay là mã E59. Mã E59 ạ, con này thì form size to. Con này thì form size khá là to, size của nó là size lắc long các anh chú ạ. Size lắc lon này á. phù hợp với những anh những chú mà trên 80 cân, 80 đến 90 cân và nặng cỡ a à, cao cỡ khoảng tầm 1m75 trở lên. Nó sẽ sử dụng hệ khóa này, hệ khóa nhôm Talon. Con này thì nó sẽ là lót xám nhá. Nó sẽ là lót xám sau 568 đây. Lót xám có cầu vai dành cho sĩ quan các anh chú ạ. Cực kỳ là đẹp vip. Đó, lót xám này thì nó chỉ có ở ba đời thôi, đó là 66, 68 và bảy mấy đấy. Còn con này thì nó cũng rất là ngon lành. À, nhưng mà vì lý do là cái size của nó size to, rất là cũng khá là kén người mặc. Cho nên là em thanh bán với giá nó sẽ rất là tốt các anh nha chú nhá. Phần tê uh, tay, phần a tay nó cái phần a tay nó hơi một vết không đáng kể cái này không phải rách lùng gì đâu cái này tại vì là người ta có thể trong quá trình mặc ấy người ta sử dụng này thì nó nó bị cái vết này thôi các anh chú về giặt đi cũng có thể nó hết hoặc là không em thanh thì cũng không dám chắc chắn điều đó đây ạ còn khóa dán mọi thứ nó rất là ngon lành lót xám các anh chú này một con lót xám cực kỳ vip và con này nó sẽ có sẵn một cái tem ở tay một cái hai cái tem ở tay các anh chú ạ và có một cái tem US Army. Cái này thì nó em lấy về nó thế nào thì em lên như thế nhá Đầy đủ dây trên dây dưới cho em Giá là 8 triệu Con này mà nó có thể là hệ cái size mà size uh, small, size medium, size medium thôi hoặc là size small Thì chắc chắn giá nó phải hơn 10 triệu chứ không phải là giá 8 triệu này Má E59 này, vai 55 và dài 84 Phù hợp với các nhà chú mà tầm 80 đến 90 cân 80 đến 90 cân phải mặc vừa cái này các nhà chú nhá Má E59 đó giá 8 triệu cho một con size size rất là lớn và của nó là lót xám siêu vip đây. Mã E59 á, giá 8 triệu. Và em Thanh sẽ có mấy sản phẩm quần thì em Thanh sẽ đi vào chi tiết ạ. Mã E60. Mã E60 ạ, một con quần M65 khóa đồng. Một con quần M65 khóa đồng của anh các chú ạ. Con này là hàng lưu kho 572. Mã E60 này, bụng 84, dài 107 và ống 27 với những chiếc quần M65 thì nó luôn là may theo phong cách như nhau thôi có túi chéo ở hai bên này có nắp phía đằng sau của nó đây nó là một túi có nắp và có hai tiếng hộp hai bên rất là hầm hố khóa con này nó sẽ sử dụng hệ khóa đồng đây các anh em chú ạ khóa đồng rapid nhá và nó là hàng lưu kho trên tất cả mọi thứ nó là còn nguyên zin nó có đủ dây ở trong túi này các anh em chú này đây ạ đầy đủ dây ở trong túi và cái phần ống của nó đây cũng có dây rút các anh em chú ạ có dây rút nhá đó cực kỳ là ngon lành và cái form này á, nó sẽ phù hợp với các anh chú mà mình thích mình thích mặc quần ống rộng còn các anh chú mà mình không mặc được quần ống rộng thì không nên mặc quần m 65 đâu nhá các anh chú sẽ bảo nó là lùng thùng ấy nhưng mà các anh chú nào mà hợp với phong cách này rồi thì sẽ rất là thích các anh chú ạ giá là 4 triệu hai ở nhà em thanh thì sẽ với cái quần mà khóa đồng là quần khóa đồng mà năm này thì nhà em có rất là nhiều size bụng từ tầm 80 này 82 84 86 88 và em Thanh chỉ lên một mã là bụng 84 thôi. Để các anh các chú mà mình vừa số đo vòng bụng nào thì nói em Thanh, em Thanh tìm đúng số đo cho ạ. Và con này nhá, nó sẽ là cạp của nó sẽ cạp liền và có dây tăng chỉnh hai bên. À với bụng 84 này sẽ các anh các chú bụng 82 mình vẫn mặc được nếu các anh các chú mà mình muốn là lúc mà mình có thể là mình tăng cân giảm cân hay là mình ngồi cho nó thoải mái dễ chịu ấy thì kể cả các anh chú bụng 82 thì mình vẫn có thể mặc được quần 84 này kéo mỗi bên một cm không đáng kể các anh chú ạ rất là ngon hàng lưu kho giá 4 triệu 2 này Mã mã E60 Một con quần M65572 Bụng 84 dài 107 Ống 27 nhá giá 4 triệu 2 cho em Có gãy cái chú mặc vừa sai nào Thì cứ nói em Thanh để em Thanh tìm đúng số đó ạ Và em Thanh lên tiếp tục Một con quần cúp linh giày 574 Ờ, em Thanh đã bán cái quần cúc linh giày này rất là nhiều rồi Nhưng mà từ trước ấy thì hay bán là khóa là khóa nhôm Còn hôm nay có con khóa đồng anh nha chú ạ Bụng 90 dài 105 và ống 25 bụng 90 dài 105 và ống 25 con này cũng là hàng lưu kho. Vải của nó sẽ là vải poplin và form dáng của nó cũng giống như quần M65 kia, cũng là hai túi có nắp này. Ở phía đằng sau túi cũng có nắp và hai túi hộp hai bên và có dây đầy đủ nhá hàng lưu kho cho nó đầy đủ hết chỉ là cái vải của nó sẽ nhẹ hơn một chút xíu so với quần m 65 và cái form dáng của nó cái form của nó sẽ gọn gàng hơn ống của nó là ống 25 còn quần m 65 với cái bụng của nó 90 thế này chắc chắn là ống nó là 27 các anh các chú ạ con này thì form nó sẽ gọn hơn quần m 65 nhá còn nó may cái phong cách thì túi của nó giống y chang thôi đây ạ vừa nãy hình như em còn chưa cho các anh chú mình xem cái tem kia anh chú bị yên tâm nhé kiểm tra hàng trước khi thanh toán đây ạ tem của nó này ừ, tem của nó đây nhá 74 đây ạ 74 từ năm 72 trở đi thì cái khóa của nó sẽ sử dụng là khóa đồng đây anh chú ạ khóa đồng nhá còn bút lên giày này con này giá là 3 triệu rưỡi còn nếu mà nó khóa nhôm thì giá 4 triệu rưỡi em thanh bán rất là nhiều từ trước rồi mã E61 uh, lên giày năm 74 khóa đồng này bụng 90 dài 105 và ống 25 giá 3 triệu rưỡi cho em em lên mã e62 một con cúp lên dày mà năm của nó sẽ là 567 các anh nhá chú ạ 567 tem in khóa của nó sẽ sử dụng hệ khóa nhôm nhá nó cũng giờ nó cũng giống con kia nhưng mà con này nó sẽ là khóa nhôm đây ạ nó sẽ sử dụng hệ khóa nhôm Ripper các anh nhá chú nhá em thấy gì đây mắt em hơi hơi bị à, scoville các anh nhá chú ơi khóa nhôm Scoville view ạ. Đó, nó y chang cái con mà quần quần của 574 kia nhưng mà nó sẽ sử dụng hệ khóa nhôm và cái tem của nó sẽ là tem in đấy ạ. Tem in ở trên cạp. Đây các anh chú này. Em in trên cạp nhá. Đây ạ. Còn quần này nhà em Thanh cũng có đủ size luôn, từ bụng từ 80 tới 88 là em thanh sẽ đủ sai các anh chú mình cứ cho em số đo vòng bụng là em sẽ gửi được đúng cái số đo kích thước quần cho anh chú ạ mã e 62 bụng 86 dài 107 và ống 26 này giá 4 triệu rưỡi nhá giá 4 triệu rưỡi cho một con quần bút lên giày và phù hợp với các anh chú mà mình thích cái phong cách nó gọn gàng đấy mã e gọn hơn một chút xíu so với quần m65 e 62 bụng 86 dài 107 và ống 26 á con này ống em xin lỗi là ống chắc là ống 25 thôi hình như là đang bị đo sai một chút ống 25 anh các chú ơi ma e 62 này bụng 6, bụng 86 dài 107 và ống 25 giá là bạn 4 triệu rưỡi á, giá là 4 triệu rưỡi nhá nó khóa nhôm thì 4 triệu rưỡi khóa đồng 3 triệu rưỡi và em thanh lên ma e 61 đây một cũng là một con y chang con vừa rồi một con này form nó nhỏ hơn là bụng 80 dài 105 và ống 24 em này cũng giá 4 triệu rưỡi tất cả quần hôm nay nó là hàng lưu kho các anh các chú ạ Mọi thứ đó là nguyên dinh quần búp linh giày Búp 567 tem in nha anh nhá chú nhá Con này các anh nhá chú ở bụng 78 mình vẫn mặc được Nó có dây tăng chỉnh hai bên nha anh nhá chú ạ Đó 67 tem in cho em này Ma E63 Bụng 80 dài 1 lẻ. 5 và ống 24 giá 4 triệu rưỡi cho con quần búp linh hàng lưu kho của anh các chú nhá những con này thì mặc lên anh em chú ở cả ba miền bốn mùa đều mặc những con như thế này rất là dễ mặc và phù hợp với những anh những chú mà thích thời trang phong cách lính đây cực kỳ đẹp hàng lưu kho cho em mã e 63 bụng 80 có anh chú bụng 78 vẫn mặc được mình kéo chỉnh tăng chỉnh ở hai bên này bụng 80 dài 105 và ống 24 giá 4 triệu rưỡi như vậy là hôm nay em Thanh đã lên tất cả gần 20 sản phẩm quần áo M65 M51. Các anh chúng mình cần đặt hàng thì vui lòng liên hệ với em Thanh qua số điện thoại hoặc Zalo 0832625789 để em Thanh gửi hàng ạ. Em xin cảm ơn tất cả quý khách hàng đã theo dõi video của em ngày hôm nay và hẹn gặp lại các quý khách hàng ở những video tiếp theo ạ. Em Thanh xin cảm ơn.